mức đầu tư cực kỳ êm và hợp lý luôn nhá. 19 triệu. Các bác đã sở hữu ngay một cặp loa Mỹ cao cấp rồi. JBL G734 chỉ đỏ ngân đen. Một loa sở hữu bass 40 từ 17 họng 76 và một tép kèn lớn. Thì với dòng loa này thiết kế hết sức là tinh tế, cao cấp, thùng vuông và bọc da mọi nhá. Da đen quýt bóng liếng, giải bát đánh rất êm, đánh mềm, giải tép đánh lẩy, đánh trong veo, lời rõ. Thì với dòng loa Mỹ này các bác nghe gần, nghe xa và nghe giữa thì cơ bản nó không thay đổi về âm sắc. Thế tại sao loa Mỹ mà nhiều anh em muốn săn tìm cũng như muốn nghe? Bởi vì nó rất hay, nó nghe được rộng các dòng nhạc, từ nhạc bát, nhạc lời, nhạc thiên đường trung âm mới nhá. Và cùng nghe tiếng canh canh và chát chát, nó không loa nào thực hiện được. Thì cái đời loa này là sản xuất tại Mỹ nhá, do Mỹ. Thì ngoài cái cặp G734 này thì em rất nhiều là súp này, cao cấp này, súp điện này, loa lực công suất này, loa nhá. Và trong clip này thì em đã giới thiệu tinh gọn về cặp loa này thôi. Nếu bác nào cảm thấy mức đầu tư nó hợp lý, muốn dùng đồ ngon, đồ chất, alo cho em nhé. G734 thiết kế cực kỳ đẹp mắt, dễ dàng bài trí, kê kích trong gia đình, loa zin đẹp. Chạy chuẩn chỉ, number one anh em nhé. Nếu mà ghép thì rất là giản thôi, bạn chỉ cần ghép một để hai kênh còn vàng số với mic nào ok rồi. Mức đầu tư thì quá đơn giản, đã sử dụng ngay là bộ nghe nhạc và hát đính còn có karaoke rồi. Thư viết từ miền xa gửi về anh chưa quên. Hello các bác nhá, trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đỉnh cao của Mỹ đến từ hãng JBL và có một đen là G734, một dòng loa sở hữu bass 40 và tép kèn. Thì với dòng loa này các bác vừa hát cái hay, vừa nghe nhạc thì tuyệt vời. Khi nhắc về dòng loa JBL thì nó luôn biết chinh phục những đôi tai, những khách hàng khó tính nhất đều phải tâm phục khẩu phục bởi chất âm của dòng JBL. Loa JBL dù đắt dù rẻ nhá, hoặc là trung bình, thì nó luôn chiều được lòng khán giả bởi vì chất âm, chất tép, chất bass và chất chung của nó. Thì ngày nay em về là một cặp loa JBL có một đen là G734 chỉ đỏ gân đen cực kỳ đẹp đó nhá. Về thiết kế thì em sẽ đứng gần quay kỹ anh em có thể xem và tham khảo. Thì dòng này ấy, nó là thùng gỗ rồi 100% gỗ cao cấp đó nhá, và bọc da, mà da con này thì cực kỳ là bền bác nhá. Tất cả bo góc này nó đều có nhựa của nó hết. Đấy, JBL. Đấy, chữ lỗi, chữ chìm. Thùng da của nó thì còn chưa bị vỡ lỗ như này. Đấy, rất chắc chắn nhá. Những cái da này. Đấy, bóng liễng đẹp quýt. Chưa bị lỗ nứt gì cả. Rất đẹp đó. Toàn tuyến luôn, chứ không phải một chỗ nhá. Toàn tuyến luôn này. Thế con này nó model nó là G734 bác nhá. Nó có 3 chỗ bánh tép khác nhau. Đấy, bác nghe trên bác mắc là tép nhiều này. Đấy, bác để dưới là tép trung bình này, còn tép ít ở giữa. Thì dù cơ bản em hay để tép ở dưới này. Đấy, G734 bass 40, con này sản xuất tại Mỹ nhá. Thùng thành rất đẹp. Đây đây căng của nó nhá. Đây thùng của nó đây, là phân tần của nó. Thì cái đời rất kế giống như 825 nhá. Cái phân tần này chính của 825. Đấy, bác nhớ đấy. Dây của Mỹ thì bao giờ nó cũng cái đặc trưng riêng rồi, nó không giống ai cả. Dây vằn vào này màu đen đây, G734 chỉ đỏ gân đen tép kèn đây, nó có một cái giá đỡ tép này, không mà gãy tép nhá, giá gỗ này thùng vuông. Đấy, thiết kế giống kiểu tần thì hoàng Nhật Bản, rất đẹp. Rộng này là 55 thôi nhá, xin lỗi, rộng 51, sâu 33, cao 66. Công suất của nó là 250W cho đến 600W trên một cái thùng loa này. Đấy, do vậy công suất này khá là mạnh để anh em chơi được và khá nhạy để anh em có thể ghép được âm ly hay là cú đẩy nhá. Ok,
nó đẹp quá nhá, tất cả đẹp, mỹ xịn, thùng rất là dày luôn. Đấy, đề cập tép nó thì đương nhiên rồi, nó chạy tép đời 3 số, những cái đời như là đời 8, MR8 nhá, MR8 bị 822, 805, rồi 825, 835, rồi 838 đều tép này. Đấy, từ 14 họng, 44.4 mã tép là 2416H-1, con tép này dùng đời 9 mới nhá. Đấy, họng 44.4 rất là phễu, phễu rất là dài này, cho nên cái độ phù âm đi xa nhá, phễu dài. Rồi cái góc độ phù âm nó là 40-60, mình nhìn từ tiếc đẹp. Những cái từ này mà cái dùng hàng trăm năm nó không bảo hỏng nhá, hàng trăm năm luôn đấy chứ không bảo hỏng, mất được từ nhá. Nó là Lam Châm Vĩnh Cửu. Ok chưa? Cặp tép thì quá chuẩn chỉ rồi. Thế về cặp bát con này thì dựng nó từ 17 thôi. Cái từ này giống từ 4 số, là 4 số của JBL ấy, SR đấy. Xương nó xương vuông thẳng nhôm ấy nhá, nguyên khối. Đấy, màng đẹp, tất cả đẹp nhá, zin. Đấy, nhận đen. Con này là nhận đen nhá. Con này thì em bán cũng được khoảng chục đôi rồi. Đấy, bác nào mua phải cũng khen. Rất hay. Họng con này họng 76 ấy nhá. Họng 76, từ 17 họng 76, rất là to. Đây, màng đẹp ấy nhá. Gân độ tầm dầu 2 sóng. Cái màng này nó mỏng. Cái màng này nó mỏng ấy. Thì do vậy tiếng bát nó rất là mềm, rất êm, mà cái lời ca anh ra ở đây nó rất là trong quá nhá, ấm đấy, ấm nó không bị ù, riêng cái màng của nó rất là đẹp đấy. Cái kỹ này anh em có nhu cầu chốt thôi nhá. Đây là cái dưỡng gần nó rơi vào nó bắn đấy, không sao đâu nhá. Cái gần này, cái màng nước đẹp, tất cả zin, nó chạy tốt đấy, quá tốt nhá. Này, coi anh em kỹ để có nhu cầu chốt thôi. Bao xịn, bao zin, bao chuẩn anh em nhá, chọn đời đấy, em nói thẳng thế. Thì hôm nay em nhập đôi này nó rẻ một chút, là trước em bán 20 triệu cặp này, nên là này nó về nó rẻ một chút ấy, thì em bán bác 19 triệu bao ship tặng một cặp dây nhá, 19 triệu bao ship tặng một cặp dây. Bác có thể là chuyển cho em là 1 triệu đồng đấy. Đấy, còn đâu bao hay bao đẹp đâu bác nhá, con này cả hát và nghe nhạc rất là hay luôn, vào phòng 35 vuông đổ lại ok nhá. Mọi tin mua sắm phối ghép bác liên hệ em số điện thoại 0936 583 110. Thế nhiều bác bảo phối nào thì bác chỉ cần phối em đơn giản thôi. Đấy, một cái bộ ngòi như này, con đẩy ba kênh có thể ghép vào súp nữa, một ba số cái mic là ok bác nhá. Ok, chào bác nhá.